Rửa tay. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Thánh Vịnh 50. Bài học của mẹ, của cô giáo dạy chúng ta ngay từ tấm bé là rửa tay trước khi ăn, rửa tay khi tay bẩn. Khi được mời dùng cơm với một gia đình nào đó, một dòng nữ nào đó, tôi nhận diện rõ hơn thiên chức làm mẹ nơi người phụ nữ. Bởi lẽ, các bà, các chị trong nhà hay các sơ trong tu viện vẫn cứ nhắc mời tôi rửa tay trước khi ăn. Có dịp làm lễ đồng tế với các cha trong một cộng đoàn dòng thánh thể ở Philippines. Trước khi dâng lễ, tôi thấy các ngài không cần đến lavabo rửa tay nữa, nhưng rửa tay bằng một loại gel đặc biệt. Chỉ cần đổ một ít gel từ trong một chai nhỏ ra lòng bàn tay, rồi xoa tay qua lại. Thế là tay vừa được sạch, vừa rửa nhanh, vừa mau khô, mà lại vừa thơm tho nữa. Đây cũng là một trong những cách chuẩn bị bề ngoài cho việc cử hành thánh lễ được xứng đáng, là sự thể hiện tấm lòng tôn trọng và cung kính đối với thánh lễ sắp cử hành. Rửa tay không chỉ là làm vệ sinh cho tay sạch sẽ, thơm tho, mà còn để phòng tránh bệnh tật nữa. Chính vì vậy, chúng ta không chỉ rửa tay trước khi ăn hay đối với linh mục là trước khi dâng lễ, nhưng còn rửa tay rất nhiều lần, nhiều dịp mỗi ngày. Dĩ nhiên, rửa tay cho sạch thì ai cũng có thể làm được. Nhưng ở đây, chúng ta học với nhau là rửa tay làm sao cho có hạnh phúc. Rửa không chỉ cho sạch, mà rửa cho có hạnh phúc nữa. Muốn như vậy, đừng rửa tay vội vàng, hấp tấp. Đừng rửa tay chiếu lễ cho xong, nhưng rửa tay chỉ là để rửa tay. Lúc này là chỉ có rửa tay một cách chăm chú, thảnh thơi, rửa tay như một nghi thức đường hoàng. Chúng ta còn học với nhau là rửa tay một cách tâm linh nữa, tức là chúng ta vừa rửa tay vừa đọc thầm thánh vịnh. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Nói rửa tay như một nghi thức bởi vì chúng ta đang sao chép phần nghi thức rửa tay của linh mục tại mỗi thánh lễ. Trong phần chuẩn bị lễ vật, linh mục vừa rửa tay vừa đọc: Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Đây là hai câu được trích từ Thánh Vịnh 50 mà chúng ta đã có dịp nhắc tới ở phần trên, tức phần nói về đoạn: Xin dùng cành hương thảo rải nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Đây là Thánh Vịnh thống hối thông dụng nhất và được yêu chuộng nhất, một bài thánh nhi về việc vấp phạm và lòng tha thứ do thành phần tội nhân thống hối dâng lên Thiên Chúa tình thương. Đây cũng là một bài suy niệm sâu xa về làm lỗi và ân sủng. Thánh Vịnh 50 cho chúng ta thấy hai chân trời. Trước hết là vùng tăm tối của tội lỗi mà con người chúng ta đã thuộc về ngay từ khi bắt đầu hiện hữu. Tội ở đây là một tình trạng sai lạc lung tung, không đúng với những gì là ngay thẳng, chính trực. Nó là một thứ đảo lộn xiên xẹo, méo mó về sự thiện và sự dữ. Sau đó là vùng trời của ân sủng rạng ngời. Nếu thành tâm thú nhận tội lỗi của mình, thì đức công minh của Thiên Chúa lúc nào cũng sẵn sàng thanh tẩy chúng ta tận gốc rễ. Và không chỉ loại trừ tội lỗi mà thôi, nhưng Thiên Chúa còn tái tạo nhân loại tội lỗi bằng thần linh ban sự sống của Ngài, biến đổi chúng ta thành thọ tạo mới, một thọ tạo được biến đổi cả tinh thần, môi miệng và trái tim. Rất có thể bài thơ này nguyên thủy do David soạn ra,
rồi được đọc lại qua dòng thời gian, qua kinh nghiệm ê trề của biến cố lưu đày khi dân Chúa thấm thía hậu quả tội ngoại tình của mình. Bởi vậy khi đọc lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy, là ta đang cùng dân Chúa đọc lại tâm tình thống hối của David trong kinh nghiệm của cả một dân tộc sau lưu đày. Ta ý thức về thân phận tội lỗi của mình và xin Chúa thương xót tẩy rửa, xin Chúa lau sạch mọi nhơ uế ra khỏi chúng ta như vua David xưa đã làm. Thánh vịnh này sau khi bị ngôn sứ Nathan khiển trách vì tội ngoại tình và sát nhân, chúng ta cũng là những kẻ tội lỗi đã phạm hết tội này đến tội khác, chống lại Thiên Chúa và anh chị em mình. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều chữ trái mắt Ngài. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Cá nhân chúng ta phạm tội đã vậy, mà chúng ta còn nằm trong dòng chảy lịch sử của một nhân loại tội lỗi. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi. Chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Thánh vịnh 13. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Nào là tội bất tuân lệnh Thiên Chúa và ý Chúa, khước từ nghe lời Chúa, chống nghịch Chúa, coi thường dự tính của Ngài, gạt bỏ dự án của Ngài trong lịch sử, lăng mạ danh Ngài, làm đảo lộn bậc thang giá trị, thay thế tối tăm bằng ánh sáng và ánh sáng bằng tối tăm, tức là cho sự dữ là sự lành và sự lành là sự dữ. Nào là tội cứng đầu cứng cổ trong kỳ ở Massa nơi sa mạc, tội lãng quên Thiên Chúa, lánh xa Ngài, bất trung và bội bạc với Ngài, rồi lại còn kiêu căng, ngạo mạn. Nào là tội khước từ Thiên Chúa là đấng tuyệt đối để chạy theo thần lạ Ba-an, tôn thờ ngũ tượng. Nào là tội đức tin yếu kém. Nào là muôn thứ tội bất công xã hội, tội gây thương tổn cho chính mình, tội ngu dốt về đạo lý. Nào là tội giận dữ, ham muốn vợ chồng người. Lạy Chúa, con không phải rửa tay nói lên lòng vô tội, bởi vì con không được như thế. Con biết những lầm lỗi của con và con thật hối hận về những sai sót đó. Con đã xúc phạm đến Chúa, khinh thị lòng yêu thương của Chúa và lệnh truyền của Chúa, coi thường những ước muốn của Chúa. Con đã làm Chúa thất vọng, con đã làm khốn cho người khác. Con là kẻ háo danh, truy tìm lạc thú bất chính. Con đã không sống thật với chính mình. Có những khoảng đen trong cuộc đời và những góc tối trong lương tâm con. Con không phải là người vô tội và thanh khiết. Con là tội nhân, nhưng Chúa là hiền phu, Chúa tha thứ, Chúa khoan dung và Chúa đón nhận. Này con đến với Chúa với lòng tin cậy và phó thác, vì biết Chúa không bao giờ xua đuổi con cái khi chúng trở về trong đau buồn, thống hối, ăn năn. Vậy giờ đây con rửa tay, xin Chúa rửa cả hồn con nữa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Xin cho con được thấy mình trắng trong như trước, xin cho con cảm nghiệm mình đã được thứ tha, chấp nhận và yêu thương. Xin Chúa ban cho con cảm nhận được niềm vui vì đã được Chúa thứ tha, để con có thể nói với người khác về Chúa, về sự tốt lành và về lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Trong dòng chảy của hội thánh, con muốn cầu xin cho các tội nhân biết nhìn nhận lòng Chúa từ bi thương xót và quay gót trở về. Đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Hội thánh gồm những con người muốn đến gần nhau và gần Chúa hơn, nhưng bị cản trở bởi tội lỗi. Vì vậy, là con cái hội thánh, con cũng cầu xin cho mẹ hội thánh luôn được thanh luyện để trở nên tinh tuyền hơn mãi. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem, xin Ngài xây dựng lại. Amen.